Lần đầu tiên tranh gỗ Bùi Gia mang một bức tranh Vinh Quy Bái Tổ khổng lồ ra với thủ đô Hà Nội, và chúng tôi sẽ trưng bày ở ngay tại tượng đài của vua Lý Thái Tổ ở đây. Và đối diện nhìn sang bên kia sẽ là Hồ Gươm rất là xanh, rất là mát. Và đây chính là cái chương trình Festival Mùa Thu Hà Nội nằm trong khuôn khổ của cái chương trình chào mừng 70 năm giải phóng thủ đô, với một cái ý nghĩa rất là to lớn về thủ đô Hà Nội như vậy. Cho nên là chúng tôi cũng cảm thấy rất là vinh dự khi được tham dự vào cái chương trình này. Và đương nhiên là chúng tôi sẽ phải mang rất nhiều những cái thứ to nhất, đẹp nhất và ý nghĩa nhất đến đây để trưng bày. Chính vì như thế cho nên là ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt ở đây để tham quan cũng như là để tìm hiểu hết những cái mặt bằng. Và chúng tôi dự kiến sẽ phải có được một cái vị trí đẹp nhất và đắc địa nhất để trưng bày những cái tác phẩm, giúp cho các bác khi mà đến đây xem tranh thì sẽ có được một cái vị trí rất thuận lợi nhất. Các bác hãy cùng theo dõi nhé. Chương trình sẽ diễn ra từ thứ năm tuần sau cho đến hết chủ nhật tuần sau nhé.